Và kính thưa quý vị, hầu như hình như là những ca khúc, những tất cả tác phẩm âm nhạc đều viết về tình yêu cả. Bởi vì tình yêu tạo nhiều cảm xúc cho tất cả các ca sĩ để viết lên những ca khúc. Mà đâu phải tình yêu nào cũng giống như lúc đầu chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị, chẳng có tình yêu nào trọn vẹn cả. Nhưng mà người ta cùng quyết định đến với nhau để được yêu và vì yêu. Trong tình yêu thì chắc chắn sẽ có nhiều cái khoảnh khắc để chúng ta chờ đợi và chúng ta cùng tìm hiểu nhau, để cùng thử thách nhau. Cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng đặc biệt có một cái tình yêu có rất là một khoảng cách rất là dài xa để cùng thưởng thức và cùng vượt qua những cái thử thách của cuộc sống mới là chuyện cam ro. Và để trong cái cảm xúc này, những người yêu thật sự, những người thật sự đã viết lên một ca khúc. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ca khúc Khoảnh Khắc và tiếng hát của Thùy Trang, do chính Thùy Trang sáng tác ca khúc này, mà đặc biệt là trong đó có sự góp tay giúp sức của bố là nhạc sĩ Văn Thiết. Ca khúc Khoảnh Khắc xin được giới thiệu gia đình Thùy Trang trình bày ca khúc này luôn, bởi vì chính hai người viết ca khúc này, kính thưa quý vị. Một quá trình của Thùy Trang với Thanh Huyền, ngày bắt đầu quen nhau và ngày có nhau, và kết quả là hôm nay Thùy Trang đã có một subin. thì ca khúc này có gì không vừa lòng quý vị thì mong quý vị bỏ qua. Xin cảm ơn. Đâu ai ơi,
cảm ơn chú. Dạ. Và kính thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị. Thầy Toàn ơi, thầy Toàn ngó qua đây. Xin được giới thiệu đến quý vị, nhạc sĩ Thiên Toàn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là trưởng ban văn hóa nghệ thuật Hội Nhạc sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người có rất là nhiều những ca khúc mà tất cả chúng ta nghe qua những giọng hát những ca sĩ rất là nổi tiếng tại Việt Nam chúng ta. Chắc chắn quý vị đã biết Thiên Toàn nhưng mà chưa biết mặt, chỉ biết cái tên không ạ. Phương Thanh cũng có một bài phải không ạ? Đình Vân cũng có bài Tâm sự đêm trăng. Phương Thanh thì Sài Gòn 2000, Văn Khánh về Mất Ngọc. Rất là nhiều, kính thưa quý vị. Mà ngày hôm nay sẵn này có hiện diện, chắc là thầy Thiên Toàn cũng hát một bài đúng không ạ? Thưa các cô chú, anh chị, tôi và anh nhạc sĩ Phan Thiết là quen biết nhau rất là lâu, trên 30 năm rồi, và coi nhau như gia đình. Thành ra mỗi cái ngày tiệc, ngày hội thì hãy anh Thiết mời là tôi sẽ có mặt. Chứ không phải tôi xuất hiện ở đây để cho anh hội quảng cáo quá. Kính thưa các cô chú, anh chị, tôi đến đây hôm nay là với hai ý nghĩa. Thứ nhất là chúc mừng, hạnh phúc cho một tiểu gia đình, tức là một gia đình nhỏ, và chúc cho hạnh phúc cho đồng nghiệp của tôi là nhạc sĩ Phan Thiết. Xong tôi cũng có mục đích muốn đến để xem cái phong trào văn hóa văn nghệ của huyện Tân Thành như thế nào. Và cũng xin nói là cái cảm xúc của mình là tôi hết sức bất ngờ là ở đây có một cái lực lượng ca sĩ như nãy giờ tôi cũng quan sát, và một cái lực lượng ban nhạc rất là hùng hậu. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại cái lực lượng này trong cái lần hội diễn toàn tỉnh ở trong năm 2016 này. Cũng như ở đây có nhiều người dân chưa biết thì tôi cũng xin thông báo là ở năm 2015 huyện Tân Thành của ta đã đạt giải A trong hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để mừng cho huyện nhà. Cũng hy vọng rằng năm nay sẽ gặp lại ban nhạc này trong cái hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh, bởi vì chúng tôi cũng có ấn định rồi. Ở cái năm ngoái là chúng ta thường thấy là ca sĩ hay chương trình nghệ thuật nào diễn ra là chúng ta thường dùng một cái đĩa nhạc đệm đánh nhạc pít, và ban tổ chức cũng mong muốn rằng từ năm 2016 là tất cả các hội diễn ca múa nhạc thì phải sử dụng ban nhạc sống. Thành ra rất hy vọng là sẽ gặp lại ban nhạc này trong năm 2016 này. Thôi thì tiệc vui của các anh chị, các cô chú còn dài. Tôi sẽ xin có mấy điều, và một lần nữa xin chúc hai cháu, một tiểu gia đình và nhạc sĩ Phan Thiết, một bạn đồng nghiệp của tôi, là gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc như là những lời, những ca khúc của nhạc sĩ Phan Thiết đã viết để tặng cho hai con của mình. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ, những lời chúc mừng của nhạc sĩ Thiên Toàn, và xin được chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.